Hello, xin chào đại gia đình, xin chào cả nhà. Em quá Nguyễn Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ. Chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa ha. Để được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, ha. Đây xì ha. Đó. Mở camera liền ha. Hơi nước con này nó bị lỗi một cái. Là nó cũng bị gịnh gịnh, hơi gịnh nước ngoài đây tí xíu nha. Đó. Dưới này nó hơi xấu xấu chỗ này. Hơi xấu xấu chỗ này ha. Nào quý khách thấy không, nó gịnh hơi lên tí xíu bên tay trái nha. Bên tay phải thì nó không có bị nè. Đó. Nên em bán giá con này là áp suất luôn nha. Nào Mitsubishi áp suất IH 1 lít. Bao chín cơm, bao zin nha, không có sửa chữa gì trong đây chân á, hư là bán hư luôn. Đó. Ngoài bọng rồi còn đầy đủ, không bể, không mẻ gì hết luôn. Khóa áp suất nè ha, mở không được ha. Bao chín cơm, bao zin, còn ngon lắm. Giờ mình em tắt ha, mình tắt mình mới mở được. Đó, khách thấy nó xì hơi hơi nè. Đó, hơi lên coi chưa nó. Mở lên. Đó, ghê chưa. Son con này son đẹp lắm nha. Tại nó xì hơi em bán giá rẻ nha. Gòn hay không thấy gách nè. Không biết nó xì bên tay trái, không biết xì chỗ nào nữa. Bi áp suất bi đàng hoàng, đẹp cực kỳ nha. Rồi nguyên zin nguyên bản, son đẹp luôn đó. Rồi giờ tới phần hướng dẫn đơn giản lắm. Ghim điện vô có hình tam giác nè ha, gạo trắng nè, chỗ này là còn mên gạo trắng nè, bấm nó này là nấu. Rồi ây da, để em tắt ha. Bấm như gạo trắng ha. Cái này là tắt. Còn này là menu, là chế độ gạo trắng, gạo mềm, gạo không do, gạo nêm mầm, sushi, rồi gạo lứt, rồi nấu cháo gì nhóc hết trơn ha, rất là nhiều. Nhưng mà đơn giản nhất là mình bấm nút này mình nấu, nó tự chín tự hâm cơm, không cần làm gì hết, bấm nút này nấu thôi. Rồi đó, tối muốn tiết kiệm điện tắt bấm nút này. Rồi đơn giản mau nhanh lẹ ha. Rồi bạn này thì em bán giá là 400.000 cho bao gồm phí ship ha. Ship bạn này là 50.000 còn quắc nha. Tại bạn này rất là nặng. Áp suất 1 lít IH. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn nha. Em bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.